Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Cuối tuần với mình là khoảng thời gian thật tuyệt vời được mang đến cho khách hàng những giây phút thư giãn cùng gia đình bằng tiếng đàn du dương. Vì thế video hôm nay mời các bạn cùng mình lên đường mang piano Yamaha U3A đến với bé gái dễ thương tại quận Bình Thạnh. Nào cùng bắt đầu video thôi. Đã 20 giờ hơn rồi và các bạn đang có mặt tại showroom 98 Bành Văn Chân, chiếc bán tải và đội ngũ quen thuộc với những anh em thường xuyên theo dõi các buổi giao đàn cơ trên kênh Minh Phụng Music đã đến đông đủ. Vào việc thôi nào anh em, đây chiếc piano Yamaha U3A đã được bọc ni lông toàn thân đàn và kiểm tra tổng thể từ trước. Còn đây là quà tặng chiếc ghế piano cao cấp. Bốn anh nâng đàn vào xe đẩy mang ra cửa cùng hai đàn xuống bậc tam cấp rồi đưa đến thùng tải chiếc U3A vào bàn nâng. Sau đó đội đẩy đàn vào thùng xe, quà tặng và phụ kiện được để lên xe. Cây U3A được phủ nệm dày để sát vào thành tải, rang giấy thân xung quanh cố được cẩn thận. Đã hơn 21 giờ rồi và đội tải cùng chiếc đàn U3A đã tới nhà khách. Cửa tải mở ra và bốn anh em đã sẵn sàng. Ghế chơi đàn được đem vào nhà, đội hạ đàn xuống xe đẩy và lăn bánh chậm chậm leo dốc tiến vào bên trong phòng khách. Chiếc piano tìm để theo vị trí yêu cầu của cô. Anh nhân viên đang gắn ống sưởi vào đàn, hai bạn nhân viên Minh Phụng đang gỡ từng lớp ni lông dày được bọc quanh U3A nhiều vòng cẩn thận trước khi lên đường đến nhà khách. Khi cô và bé đang tìm hiểu về đàn thì đây mình sẽ giới thiệu các phụ kiện kèm theo chiếc piano này nhé. Đầu tiên sẽ là khăn phủ đàn, khăn phủ phím và ống sưởi, phiếu bảo hành chính hãng tại Minh Phụng Music. Và team đang chuẩn bị tháo ni lông của ghế piano cho cô và em sử dụng. Đàn với màu sơn đen bóng nổi bật với logo Yamaha, mã vàng thủ công, đường kẻ dài mã vàng quanh thân, bàn phím được tô điểm đường chỉ đỏ đẹp mắt, model U3 và mã sản phẩm được phủ lớp sơn nâu bóng. Các bạn hãy cảm nhận vẻ thẩm mỹ tinh tế trong kiểu dáng của Yamaha U3 nha. Và đây là những thông tin hấp dẫn anh em nên biết về chiếc U3A này nhé. Thiết kế bằng vỏ nguyên khối màu đen bóng làm nổi bật nội thất căn nhà của bạn. Bộ máy đàn với 4 khoang âm thanh rộng, bản cộng hưởng gỗ vân sam cao, có bàn phím U3A nhạy và êm, dây đàn bằng thép không gỉnh, bú đàn bằng lông cừu với piano Yamaha U3A. Khi mua đàn tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Các bạn cùng bé thử đàn nhé. Và buổi mang chiếc piano Yamaha U3A đến với gia đình cô khách hàng ở Bình Thạnh hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.